Thưa các bạn, xứ Thanh, nơi địa linh nhân kiệt, nơi biển bạc rừng vàng, nơi âm vang của giọng hò sông Mã, sông Chu, với những âm vang của suối Thở, thác Reo, hòa cùng tiếng khèn dạo dực của người Mông, điệu khập man mác của người Thái, giọng sườn trầm ấm của người Mường. Tất cả tạo nên những âm hưởng độc đáo, lắng đọng của truyền thống quê hương. Người xứ Thanh tự hào là cái nôi của nền văn hóa Đông Sơn, nơi đã sinh ra những anh hùng dân tộc như Bà Triệu, Lê Hoàn, Lê Lợi, mà sự nghiệp mãi mãi trường tồn cùng đất nước. Dù còn phải kinh qua nhiều gian nan thử thách trong lao động xây dựng cuộc sống và bảo vệ quê hương đất nước, nhưng lời ca giọng hát của con người xứ Thanh vẫn mãi mãi ngân xa và tỏa sáng khắp bốn phương trời của Tổ quốc. Tôi về điệu hò thương nhớ quá, những lúc đi xa quê điệu hò náo lòng người. Sông Mã, sông Chu, xóm làng cánh đồng, câu hò muôn thuở đi vào mênh mông, câu hò xứ sở đưa vua chúa lên ngôi, câu hò nối sông vào núi, câu hò nối rừng với biển, câu hò nối em vào tôi, nối cả nghìn năm quá khứ với tương lai. Từ tuổi thanh xuân mang câu hò đi đánh giặc, điệu hò quê hương theo tôi vào bao trận mạc. Người con quê Thanh trong âm vang sự tích, cùng bao chiến thắng trên quê hương anh hùng, dựng xây quê hương biết bao điều đổi thay. Nhìn về làm kinh linh thiêng từ trong tấm khảm, nhìn về đông sơn lung linh từ trong huyền thoại, Hàm Rồng hôm nay trong tươi xanh ngày mới. Nhìn em khẽ đứng ngơ ngân nga câu hò, lòng tôi xôn xao bao yêu thương chiều mến. Thanh Hóa quê mình xanh mãi câu hò, em đón tôi về lời có cánh rồi. Trên giải đất hình chữ S, xứ Thanh tọa lạc ở một vị thế đắc địa về địa lý, phong thủy, chính trị, giao lưu văn hóa. Vị trí địa lý khá đặc biệt ấy đã góp phần tạo nên một tiểu vùng văn hóa đặc trưng, một bức tranh văn hóa được vẽ bởi nhiều gam màu đa dạng nhưng thống nhất bền vững. Những đền đài lăng tẩm rêu phong trầm mặc, những tượng đồng bia đá thách thức thời gian, những hang động kỳ bí mang trong mình bao nhiêu huyền thoại, những lễ hội tưng bừng, tất cả đã tạo nên một miền Thanh lung linh đầy màu sắc.
Trong hành trình xuyên Việt từ Bắc vào Nam, sông Mã Hàm Rồng là danh thắng hút hồn nhiều tao nhân mặc khách. Những đồi thông ngút ngàn, đan xen những thung lũng thơ mộng, bao quanh là dãy núi hình chín khúc rồng nhấp nhô uốn lượn theo dòng sông Mã. Động Long Quang trên núi Đầu Rồng là nơi du khách có thể thả sức ngắm nhìn toàn cảnh sơn thủy hữu tình hết sức độc đáo. Động Tiên Sơn nằm ở núi Rồng là nơi lưu giữ những kiệt tác của tạo hóa. Không những thế, giờ đây Hàm Rồng còn là một bảo tàng lịch sử văn hóa đồ sộ. Mỗi ngọn núi, con sông, tất đất, cây cầu nơi đây đều trở thành một hiện vật sống, ghi dấu những chiến công hiển hách của quân và dân Hàm Rồng. Ninh Bình, đất bốn vua đã lưu dấu lịch sử dân tộc bằng những dấu vết văn hóa đinh lê rực rỡ. Với một cố đô hoa lư lộng lẫy uy nghi, nói đến Ninh Bình, người ta còn nhắc đến cái tên Tam Điệp, thị xã miền núi phía nam của tỉnh, là cửa ngõ của miền Bắc Việt Nam. Tam Điệp được xem như là một chốn hiểm địa, một vùng đất thiêng có nhiều chứng tích văn hóa lịch sử gắn với các địa danh con người nổi tiếng cùng giá trị quân sự đặc biệt. Án ngữ trên con đường thiên lý cổ giá Bắc vào Nam, Tam Điệp ở vào vị trí cổ họng của tuyến đường trọng yếu dọc chiều dài đất nước. Vùng đất hiểm địa với cửa ải hiểm yếu Tam Điệp đã trở thành nơi chứng kiến nhiều cuộc thiên di cùng sự biến đổi lớn lao của thời đại. Có hơn 400 di tích thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh trên đất nước Việt Nam. Từ trên 5 thế kỷ nay, tục thờ này song song tồn tại cùng đạo Phật, cũng như tín ngưỡng thờ Thành Hoàng, thờ danh nhân danh tướng có công với dân với nước. Đây là nét văn hóa trong tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ độc đáo của người Việt, được bảo tồn, trao truyền từ đời này sang đời khác và trở thành di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Quý vị và các bạn thân mến, theo các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, hình tượng mẫu Liễu Hạnh là một hiện tượng kỳ lạ. Truyền thuyết về Thánh Mẫu Liễu Hạnh trên khắp lãnh thổ Việt Nam rất phong phú. Nó không bị bó hẹp trong những thư tịch Hán Nôm, thư ký, mà được mở rộng ra cùng với những truyền thuyết lan tỏa các nghi lễ. Ngày hôm nay
Mọc là một món ăn dân dã của miền Bắc, có xuất xứ từ làng Mọc, ngay thuộc quận Thanh Xuân, Hà Nội. Đây là loại bún thường được dùng vào bữa sáng. Sở dĩ món bún này được gọi tên như thế là do nguyên liệu để làm nên tô bún được chế biến từ giò sống, người ta thường gọi là mọc. Bún mọc là món bún dân dã, bình dị. Nhưng để có được tô bún ngon, cần phải có sự tỉ mỉ,
biết pha trộn gia vị hài hòa. Đó là sự kết hợp thật tự nhiên của bún, mọc, sườn non và giò lụa. Nước dùng bún được hầm từ xương, được ninh sao cho thật trong và ngọt tự nhiên. Ngoài xương, sườn cũng được thêm vào ninh kỹ. Miếng sườn phải vừa đủ mềm, viên mọc phải chắc và ngọt thịt, dậy mùi thơm khi ăn. Bởi thế mà bún mọc luôn hấp dẫn người ăn bởi chính hương vị đơn giản nhưng tinh túy của nó. Quý vị thân mến, một tô bún mọc đậm đà hương vị nhưng vẫn giữ được vị thanh đạm của nó. Và đây Khánh Ly nghĩ là một cái món ăn rất là thích hợp cho buổi sáng của tất cả những thành viên thân yêu trong gia đình của mình. Nhiều nhà nghiên cứu văn hóa cho rằng khắp cả nước có đến hơn 400 nơi thờ Mẫu Liễu Hạnh. Đây là một con số ước lượng, tuy nhiên thực tế nơi thờ tự Mẫu Liễu, tính cả điện mẫu sau chùa hay ở một số đền đình thì con số còn có thể lớn hơn rất nhiều. Tuy nhiên với Thanh Hóa, Thánh Mẫu Liễu Hạnh có những dấu ấn đặc biệt quan trọng. Chẳng thiêng cũng bụt chùa nhà, gái Thanh Hóa nữ thần có một, đẹp nhất là tiên hạ giới, cõi nam thiên bất tử hòa tư. Cuộc giáng trần lần thứ ba của Tiên Chúa là ở vùng Phố Cát và lúc hiển thánh là ở Sòng Sơn, cho nên xứ Thanh cũng có thể được xem là đất quý hương của Tiên Chúa. Theo quốc lộ số 1 từ Hà Nội vào miền Trung, hết địa phận tỉnh Ninh Bình, du khách đến địa phận phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, vào vãn cảnh đền Sòng Sơn, thánh đường thờ nữ thần Vân Hương, Liễu Hạnh công chúa, Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Chính ở đền Sòng trong một lần trùng tu vào tháng 4 năm 1939, khi thợ đào đất để xây dựng bức bình phong trước cửa chính, họ đã tìm thấy một cái chép bằng đồng hình chữ nhật. Mở cái chép ấy ra, họ rất ngạc nhiên khi thấy trong đó một cuốn sách có nhiều tờ bằng đồng ghi niên hiệu Vĩnh Tổ
từ năm 1619 đến năm 1628, đời Lê Thần Tông và chép lại lịch sử gia đình nữ thần Vân Hương. Theo truyền thuyết kể rằng, một hôm có một ông lão người làng Cổ Đam, sau khi được nữ chúa Vân Hương nhập hồn và tuân theo lời khuyên của bà, ông lão lấy một chiếc gậy tre đem cắm xuống đất và truyền làm một ngôi đền thờ ở đó. Chiếc gậy được cắm xuống đất đột nhiên bén rễ và đâm chồi. Trước hiện tượng màu nhiệm này, dân làng bèn dựng ngay một ngôi đền theo mộng báng của nữ chúa. Lúc đầu ngôi đền bé nhỏ, nhưng ngày càng được mở rộng. Sau nhiều lần trùng tu, đền sòng càng khang trang, đẹp đẽ như ngày nay. Huyền thoại về Liễu Hạnh công chúa vẫn còn có sức lay động lòng người, vẫn gieo chất nồng say vào cuộc sống đương đại hôm nay. Đền sòng mặt hướng về phía tây bắc. Trước đền có một hồ nước tự nhiên hình bán nguyệt quanh năm xanh trong, đó là hồ cá thần. Tương truyền hàng năm cứ đến tháng giêng tháng hai, có một đàn cá toàn thân màu đỏ lũ lượt kéo về bơi lội trong hồ. Nhưng khi hết lễ hội đền sòng, từ ngày mùng 1 đến ngày 26 tháng 2 âm lịch, thì đàn cá tự nhiên không thấy nữa. Nhân dân quanh vùng nói rằng đó là các nàng tiên trên thượng giới hóa phép về hầu tiên chúa thánh mẫu Liễu Hạnh. Từ hồ cá thần có hai con suối nhỏ chạy lượn quanh, khiến cho ngôi đền như ngự trên một hòn đảo nhỏ bồng bềnh giữa mây trời non nước. Phía trước đền có chiếc cầu bằng đá do bà Hoàng Thái Hậu nhà Lê phát tâm công quả xây dựng từ năm thứ 33, triều Cảnh Hưng, tức năm 1772. Cầu được bắc qua con suối trong veo chảy quanh đền, làm tăng thêm vẻ ngoạn mục cho ngôi đền. Hai suối nước lượn quanh co uốn khúc về phía đông, hợp lưu cùng 9 dòng nước phun lên từ lòng đất, tạo thành 9 giếng nước tự nhiên, không bao giờ vơi cạn. Nhân dân dựng nên ngôi đền cạnh 9 cái giếng tự nhiên đó và quen gọi là đền 9 giếng để thờ cô 9. Đó cũng là một tiên nữ được vua Cha Ngọc Hoàng cho theo hầu thánh mẫu Liễu Hạnh. Đền 9 giếng là một công trình nằm trong quần thể của di tích đền Sòng Sơn, cách đền Sòng 1 km về phía đông. Du khách sau khi vãn cảnh dâng hương đền Sòng bao giờ cũng đến dâng hương vãn cảnh đền 9 giếng. Lễ hội đền Sòng thường diễn ra từ ngày mùng 10 đến ngày 26 tháng 2 âm lịch hàng năm. Trong đó, ngày 25 là ngày chính hội, đó là ngày Thánh Mẫu hạ giới. Ngày chính hội diễn ra từ 5 giờ sáng, kết thúc vào khoảng 12 giờ trưa, nhưng tất cả mọi việc phải chuẩn bị từ trước đó một tháng. Lễ hội đền Sòng gồm cả phần lễ và phần hội. Phần lễ chính là rước Thánh Mẫu từ đền Sòng đến đền Cô Chín Giếng và tế nữ quan. Thủ tục trong lễ hội không nhiều, nhưng được cắt đặt chặt chẽ và theo một quy trình nhất định. Vật lễ gồm hoa quả, bánh kẹo, xôi gà, xôi thịt. Một số địa phương quanh vùng còn làm nhiều thứ bánh như bánh chưng, bánh lá răng bừa, bánh nếp, bánh mật, bánh trôi đem tới dâng lễ. Việc cúng lễ theo tài liệu xưa ghi lại thuộc phụ nữ đảm nhiệm, gọi là bà đồng. Bà đồng thường là những người sống độc thân từ hồi còn trẻ, tự nguyện làm nghề đồng và coi giữ ngôi đền Thánh Mẫu, Hầu Mẫu, Hầu Thánh bằng nhiều hình thức như lên đồng, nhảy đồng. Còn đàn ông thường chỉ đánh đàn và hát chầu văn. Trong thời gian mở hội, các bà đồng phải sống riêng biệt, như ở ẩn và ăn chay để giữ cho lòng mình luôn thanh sạch.
Ngày nay, việc cúng tế không chỉ do phụ nữ đảm nhiệm mà thuộc về các bản hội. Trình tự cuộc tế lễ như sau: già làng Cổ Đạm sau khi thắp một tuần nhang cao ít cầu thánh ban cho dân làng một năm an khang vật thịnh thì bắt đầu tổ chức rước mẫu. Tượng thánh mẫu được ngự kiệu từ chính tẩm rước qua cung đệ nhị, đệ tam và rước quanh đền. Việc rước này theo quan niệm của nhân dân là để cho thánh mẫu có thể quan sát lại cảnh vật đất đai tôn núi xưa. Nhân dân dựng nên ngôi đền cạnh chín cái giếng tự nhiên đó và quen gọi là đền chín giếng để thờ cô Chín. Đó cũng là một tiên nữ được vua Cha Ngọc Hoàng cho theo hầu thánh mẫu Liễu Hạnh. Đền chín giếng là một công trình nằm trong quần thể của di tích đền Sòng Sơn, cách đền Sòng 1 km về phía đông. Du khách sau khi vãn cảnh dâng hương đền Sòng bao giờ cũng đến dâng hương vãn cảnh đền chín giếng. Quê mình
đây trống đồng Đông Sơn, đây tiếng công Bà Triệu, đây bóng cờ Lê Lợi, già người quê hương sông Mã. Tình Thanh quê mình đây, hôm nay ta đi trên đường Lê Lợi, dòng mơ tương lai thành phố thân thương, với bao nhà máy, với bao công trình. Tình quê hương trong câu hát ngóng ngàn tình. Trong tâm thức dân gian Việt Nam, Thánh Mẫu Liễu Hạnh cùng với Thánh Tản Viên, Thánh Gióng và Thánh Chử Đồng Tử được nhân dân ta tôn vinh, ngưỡng vọng và suy tôn là bốn vị thánh bất tử. Thánh Tản Viên được tôn thờ ngưỡng vọng ở tinh thần và ý chí đấu tranh chống chọi với thiên tai. Thánh Gióng biểu trưng cho sức mạnh tinh thần của người Việt trong công cuộc chống giặc ngoại xâm, bảo vệ bờ cõi ở buổi bình minh của lịch sử. Thánh Chử Đồng Tử biểu tượng cho sức mạnh tình yêu, ý chí vươn lên tạo dựng cuộc sống. Thánh Mẫu Liễu Hạnh hội tụ đầy đủ phẩm chất cao cả của người mẹ Việt Nam. Dân gian tôn vinh mẫu là mẫu nghi thiên hạ, tức người mẹ mẫu mực của muôn dân, che chở cho người Việt qua những thăng trầm của lịch sử. Sự tôn thờ Thánh Mẫu trước hết là tôn thờ đức hy sinh của mẫu. Tiên chúa Quỳnh Hoa đã không ngần ngại từ bỏ danh vị của mình là một công chúa ở đệ nhị tiên cung nơi thiên đình để xuống trần gian đầu thai làm con cái của gia đình họ Lê ở thôn Vân Cát, xã An Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Một gia đình lương thiện nhưng hiếm muộn đường con cái. Ngưỡng vọng Thánh Mẫu là hướng tới sự mẫu mực hiếu thảo, tình yêu tha thiết với cuộc sống, với cha mẹ, chồng con. Khi mãn hạn giáng trần gian, được trở về thượng giới trong khung cảnh đẹp đẽ, với những bữa yến tiệc linh đình, với những hội hè ca hát rộn ràng. Nhưng Tiên Chúa vẫn luôn rầu rĩ, da diết nhớ đến cuộc sống nơi trần gian. Tình yêu đó đã khiến cho vua cha Ngọc Hoàng Thượng Đế thương cảm, và cho Tiên Chúa trở lại trần gian với cuộc sống, với cha mẹ chồng con mà Tiên Chúa hằng tâm đau đáu nhớ thương. Ngưỡng vọng và hướng về Thánh Mẫu Liễu Hạnh là ở đức tính khoan dung và độ lượng, là tấm lòng lương thiện. Thánh Mẫu không nỡ quở trách Cống Quỳnh, một học sinh nghèo, thông minh lém lỉnh, trên đường ra kinh kỳ đi thi, dám chọc ghẹo cả chúa và thành hoàng. Từ sâu thẳm trong tâm thức văn hóa dân gian, hàng trăm năm nay, trên toàn cõi đất Việt, nhân dân ta luôn có sự ngưỡng vọng, gửi gắm niềm tin ở Thánh Mẫu Liễu Hạnh, mẫu nghi thiên hạ, người mẹ của muôn dân. Nhưng tâm thức dân gian có ngưỡng vọng về các đấng tự nhiên đó bao nhiêu thì vẫn cứ thấy xa vời. Cho đến khi Mẫu Liễu từ cõi thượng thiên giáng xuống cõi địa, thì cõi trời và cõi đất dường như mới được xích lại gần nhau. Dân gian chẳng chút băn khoăn khi tin tưởng rằng vị Thánh Mẫu bước ra từ cơ thể của người mẹ nhân gian, mang dòng máu trần gian, không chỉ là vị Thánh Mẫu của cõi trần, mà còn là vị Chúa cai quản mười phương đất, nàng với các nữ thần cai quản rừng xanh và nữ thần sông biển. Chính vì thế, dân gian mới có câu tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh. Liễu Hạnh đại diện cho nhân gian phủ, hiện lên là một thánh mẫu đầy uy lực, linh thiêng, nhưng cũng rất công minh và nhân ái.
bóng cô bơ, hiện danh là bóng cô bơ. Cô lên tàu xuống rộng tam tòa dưới thoại cung. Nhiều thuần nữ chúng cô đẹp bằng, nhiều thuần nữ chúng nghi xó bề tài sắc tiền cùng y, không ai sánh tay. Đàn hát cũng hay tính cô, đàn hát cũng hay nghi, ngũ âm cô khéo gầy năm giây tang tình. Đêm đêm ngồi tựa nghỉ à, ý nghĩ hiền nì, ý ngồi tựa hiền loan ý. Phân tích về cô bơ Thoải Cung. Cô bơ hay còn gọi là cô ba Thoải Cung, cô bơ Hàn Sơn, cô ba Hàn Sơn, cô bơ Thác Hàn, được thờ tại đền Ba Bông tại xã Hàn Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, thuộc khu du lịch tâm linh Hàn Sơn. Thần tích về cô, có tài liệu cho rằng cô Ba Thoải Cung vốn là con vua Thủy Tề, được phong là Thoải Cung công chúa. Sau này, cô được giáng sinh vào thời Lê Trung Hưng trong cuộc kháng chiến chống quân Minh, có công giúp vua Lê Lợi trong những ngày đầu khởi nghĩa. Sau này, sau khi cô hóa, cô còn linh ứng giúp vua Lê trong cuộc diệt Mạc Phủ Lê. Trong dân gian vẫn còn lưu truyền lại câu chuyện sau, vào những năm đầu khởi nghĩa, quân ta, ý nói quân do Lê Lợi chỉ huy, vẫn còn yếu về lực lượng, thường xuyên bị địch truy tố. Một lần, Lê Lợi có sách nói là Lê Lai bị địch đuổi đến ngã ba sông Hàn ở Hà Trung thì gặp cô bơ đang tỉa ngô, liền xin cô giúp đỡ. Cô bảo người lấy quần áo nông dân mặc vào, còn áo bào thì đem vùi xuống dưới ruộng ngô, rồi cùng cô xuống ruộng giả như đang tỉa ngô. Vừa lúc đó thì quân giặc lại kéo đến, chúng hỏi cô có thấy ai chạy qua không, thì cô bảo rằng chỉ có cô và anh trai do Lê Lợi đang đóng giả, đang tỉa ngô. Thấy vậy giặc bỏ đi, Lê Lợi rất biết ơn cô, hẹn ngày sau đại thắng Khải Hoàn sẽ rước cô về triều đình phong công và phong cô làm phi tử. Sau đó cô cũng không quản gian nguy, bí mật chèo thuyền trên ngã ba sông chở quân sĩ qua sông, có khi là chở cả quân nhu quân lương. Có thể nói trong kháng chiến chống quân Minh thì công lao của cô là không hề nhỏ. Đến ngày khúc hát Khải Hoàn cất lên thì vua Lê mới nhớ tới người thiếu nữ năm xưa ở đất Hà Trung, liền sai quân đến đón, nhưng đến nơi thì cô đã thác từ bao giờ. Còn nghe các bô lão kể lại là ngày qua đời cô đã một lòng đợi chờ, không chịu kết duyên cùng ai, cho đến khi thác hóa vẫn là một lòng kiên trinh. Người ta nói rằng cô bơ được lệnh vua cha giáng trần để giúp vua, đến chí kỳ mãn hạn thì có xe loan đến đón rước cô về thủy cung. Sau đó cô hiển linh giúp dân chúng ở vùng ngã ba sông, độ cho thuyền bè qua lại được thuận buồm xuôi gió. Vậy nên cô còn có danh hiệu là cô Ba Bông, do tích cô giáng từ ngã ba sông này. Nếu mùa tháng sáu này về với cửa cô bơ, về với cửa cô để cô tăng tài tiến độc, về với cửa cô để gửi quân đội cho quân sửa tốt lành, về với cửa cô để rồi ai ai cũng được ghi tâm đức vào danh sử nhà đền, để chung sức chung lòng cùng cố gắng tổ chức và nhà đền để tái thiết trùng tu hoàn thiện các hạng mục công trình, làm cho cửa cô ngày càng khang trang hơn, rộng lớn hơn, để cửa cô tỏa bóng phù trì được nhiều hơn. Hay cô bơ Thác Hàn, theo tên gọi ở nơi quê nhà, ai hữu sự đến kêu van cửa cô đều được như ý, nên danh tiếng cô vang lừng khắp nơi. Cô bơ luôn giá ngự về đồng, già trẻ từ đồng tân đến đồng cựu, hầu như ai cũng hầu cô bơ Bông. Khi cô giáng vào ai, dù già hay trẻ đều sắc mặt trở nên hồng hào, tươi tốt, đẹp đẽ lạ thường. Khi cô ngự đồng, cô thường mặc áo trắng, đầu đội khăn đóng, khăn vành dây, có thắt lét trắng, có khi dùng thắt giải lưng hồng. Rồi cô cầm đôi mái chèo bẻ lái dạo chơi khắp nơi. Lúc chèo thuyền,
có khi còn khoác thêm chiếc áo choàng trắng, trên khăn có cài ba nén hương, bên hông có dắt tiền đỏ. Rồi khi chèo thuyền xong, cô lại cầm giải lụa để đi đo gió, đo nước, đo mây. Lúc cô an tọa, người ta thường xin cô thuốc để trị bệnh. Vậy nên cô bơ ngự về thường hay làm phép thần phù để ban thuốc chữa bệnh. Vì theo quan niệm nguyên xưa, cô bơ bông hầu cận mẫu thoải, lại theo sự tích nơi quê nhà, cô là đất Hà Trung, ngã ba bông bến đò lèn, nên đền cô được lập ở đó, gần đền mẫu Thác Hàn, chính là mẫu thoải, gọi tên là đền cô ba bông, thuộc xã Hàn Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Trước đây đường đi vào rất khó khăn, nhưng hiện giờ đường xá đã được tu sửa, giao thông đi lại dễ dàng hơn. Quê hương mình tình thắm quê mình đây, em đưa anh về với biển sông sáng, thăm đền cô tiên, thăm hòn trong mái, huyền thoại bao đời giữa đất trời bao la. Lịch sử ngàn năm tô đẹp quê mình, đây trống đồng Đông Sơn, đây tiếng công Ba Triệu, đây bóng cờ lê lợi, dàn lời quê hương sông Mã. Tình thanh quê mình đây, hôm nay ta đi trên đường lê lợi, rộng mở tương lai thành phố thân thương, với bao nhà máy, với bao công trình, đẹp tình quê hương trong câu hát nồng nàn. Non nước diễm lệ, trải qua bao thăng trầm lịch sử, qua muôn lớp rêu phong của thời gian, giờ đây đang bung tỏa vẻ đẹp của một đô thị biển tràn đầy sức sống. Nhưng cũng có một Sầm Sơn trầm mặc giấu khuôn mặt biển ồn ào vào những trầm tích văn hóa ẩn hiện, một Sầm Sơn của những huyền thoại đậm chất nhân văn. Sầm Sơn nằm cách thành phố Thanh Hóa 16 km về phía đông, phía bắc giáp bờ nam sông Mã, phía tây giáp huyện Quảng Xương, phía đông giáp biển Đông. Theo các tài liệu nghiên cứu lịch sử vùng đồng bằng Thanh Hóa, Sầm Sơn là vùng đất cổ, kết quả bồi tụ của biển, núi và rừng. Đây còn là nơi con người cư ngụ lâu đời, là vùng đất chứa nhiều giai thoại, huyền tích lịch sử. Tổng diện tích tự nhiên chỉ có 18 km vuông, nhưng Sầm Sơn có tới 16 di tích lịch sử danh thắng được xếp hạng. Mỗi di tích danh thắng như núi Trưởng Lệ, hòn Trống Mái, đền Cô Tiên, đền Độc Cước, đền Tô Hiến Thành, đền Ba Triệu đều lung linh huyền thoại, trường tồn trong đời sống tâm linh của người dân Sầm Sơn. Trong quần thể di tích danh thắng chứa đựng nhiều truyền thuyết ấy, đầu tiên phải kể đến dãy núi Trưởng Lệ. Đó là dãy núi giống dáng hình một người phụ nữ mang thai,
với những nét cong mềm mại, ngửa mặt nhìn lên vòm trời xanh cao lồng lộng. Chuyện xưa kể rằng, vào thuở mới sinh ra loài người, có một người phụ nữ bụng mang dạ chửa, bị trận đại hồng thủy cuốn trôi ra biển, rồi dạt vào bờ. Bà đã nằm lại đây, nguyện làm con đê chắn sóng, che chở cho dân làng. Cảm phục trước tấm lòng cao cả của bà, nhân dân trong vùng rủ nhau đem đất đá đắp lên thi hài bà thành dáng núi Trường Lệ ngày nay. Trường Lệ là dãy núi dài, đẹp, từ trung tâm thị xã Sầm Sơn nhìn lên. Dãy núi với hòn ngài, hòn phù thai chập trùng, đỉnh thấp, đỉnh cao, như muốn vươn ra, ôm lấy sóng nàng nơi dãy Trường Lệ tiếp giáp với biển, trông như con giải, tức con ba ba khổng lồ, đang vươn mình ra biển khơi. Ngự trên đỉnh hòn cổ dài là ngôi đền Độc Cước, ngôi đền gắn liền với truyền thuyết chàng khổng lồ xẻ đôi thân mình, một nửa ra khơi tiêu diệt loài thủy quái, một nửa đứng canh trên hòn cổ dài bảo vệ cho dân trài. Theo truyền thuyết, ngày xưa, giải đất nơi đầu sóng ngọn gió này đang sóng yên biển lạnh, bỗng nhiên xuất hiện một loài quỷ mũi đỏ quấy nhiễu dân làng, cướp đi sinh mạng của bao ngư dân. Lúc bấy giờ, có một chú bé mồ côi cha, vừa sinh ra đã lớn nhanh như thổi. Hạt lúa lớn bằng người ôm, trái cà con nặng một người gánh mà vẫn không đủ nuôi chú bé. Được đất trời phù hộ, chẳng bao lâu chú bé đã trở thành một chàng trai cao lớn dị kỳ. Thương yêu dân làng, chàng khổng lồ đã tình nguyện xông pha diệt trừ bọn quỷ biển. Nhưng khi chàng đánh thắng chúng ngoài biển, chúng lại tràn vào đất liền cướp phá. Nếu chàng ở trong đất liền thì chúng lại hoành hành ở ngoài khơi. Sau nhiều phen bất phân thắng bại, chàng bèn lấy búa tự xẻ đôi thân mình, một nửa thân mình ngự trên đỉnh Trường Lệ để bảo vệ dân làng ở đất liền, một nửa còn lại theo bè mảng ra khơi bảo vệ ngư dân. Khi vua quỷ dẫn quân vào bờ, chúng nhìn lên thấy chàng khổng lồ vẫn sừng sững đứng đó. Ra biển lại cũng thấy chàng hiên ngang trên thuyền, y như trên đỉnh núi. Từ đó, chúng dạt đi nơi khác kiếm ăn, không dám bén mảng đến vùng biển này nữa. Nửa thân chàng khổng lồ đứng mãi trên đầu núi, bàn chân hằn sâu vào đá, lưu lại dấu tích mãi muôn đời. Để tưởng nhớ công ơn của chàng khổng lồ, nhân dân trong vùng suy tôn chàng là thần Độc Cước, tức thần một chân, và dựng đền thờ. Đền Độc Cước từ lâu đã trở thành địa chỉ tâm linh, thu hút đông đảo du khách gần xa. Nét độc đáo nhất của đền Độc Cước có lẽ không nằm ở kết cấu kiến trúc, mà ở vị thế tọa lạc đắc địa, linh thiêng. Dựng đền hướng mặt về biển, tựa lưng vào dãy Trường Lệ, dường như người xưa đã ngụ ý mong muốn một cuộc sống yên bình, hạnh phúc nơi đầu sóng ngọn gió. Từ xa xưa, cứ vào ngày 16 tháng Giêng hàng năm, nhân dân Sầm Sơn lại mở hội cầu phúc đền Độc Cước, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, sóng yên biển lặng, tôm cá đầy khoang. Từ năm 2009, lễ hội cầu phúc đền Độc Cước được Ủy ban Nhân dân thị xã Sầm Sơn trực tiếp đứng ra tổ chức. Qua thời gian, những huyền tích trên vùng biển Sầm Sơn không hề bị phai mờ. Trái lại, nó luôn tỏa sáng trong đời sống tâm linh của cộng đồng dân cư Sầm Sơn, góp phần làm cho các giá trị văn hóa lịch sử của vùng đất bên bờ sóng này được nhân lên. Trên nền móng của một Sầm Sơn với lịch sử hàng trăm năm, đô thị biển hôm nay đang hối hả chuẩn bị đón chào tuổi 30 sung sức. Thị xã Sầm Sơn đang hướng tới mục tiêu xây dựng một thương hiệu du lịch văn minh, thân thiện, chất lượng, phấn đấu trở thành một trong những trọng điểm du lịch quốc gia trong tương lai gần. Diện mạo của thị xã ngày càng khang trang hiện đại, và cùng với đó,
những giá trị đích thực của lịch sử vẫn được trân trọng và phát huy. Huyền thoại về núi Trường Lệ, về thần Độc Cước, hòn Chống Mái, về sự tích Bà Triều, một kho báu kiến trúc và tâm linh sẽ được khai thác tốt hơn, góp phần làm cho bức tranh tiên cảnh nơi đây thêm phần lung linh, kỳ ảo. Để Sầm Sơn, vùng đất bên bờ sóng, sẽ trở thành điểm hẹn du lịch nghỉ mát lý tưởng của du khách gần xa. Thưa quý vị và các bạn, Thanh Hóa được thiên nhiên ưu đãi ban tặng nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Đặc biệt với đường bờ biển dài, nhiều bãi tắm đẹp, Thanh Hóa có lợi thế lớn để phát triển du lịch biển. Những năm gần đây, Thanh Hóa đang nỗ lực khai thác các tiềm năng có sẵn, đưa du lịch biển trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương. Nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, Thanh Hóa đang xây dựng hình ảnh và tạo dựng thương hiệu riêng nhằm hướng tới mục tiêu sớm trở thành một trong những trọng điểm du lịch biển quốc gia. Song song với việc đầu tư phát triển các loại hình du lịch biển, các cấp chính quyền cũng nỗ lực tìm mọi biện pháp để bảo vệ môi trường biển. Nằm cách trung tâm thành phố Thanh Hóa 16 km về phía đông, Sầm Sơn là một trong những bãi biển đẹp nhất Việt Nam. Đây là một điểm du lịch lý tưởng với bãi cát trắng mịn trải dài, nước biển trong xanh. Đặc biệt có dãy núi Trường Lệ nằm sát bờ biển. Trên núi có các thắng tích như hòn Chống Mái, chùa Cô Tiên, đền Độc Cước, đền thờ Tô Hiến Thành. Du khách đến với Sầm Sơn có thể thỏa thích tắm biển, tổ chức các hoạt động vui chơi trên bãi biển và đi tham quan các thắng tích ở núi Trường Lệ. Còn gì lý tưởng hơn khi chỉ cần đến một địa điểm mà trong cự ly ngắn có thể trải nghiệm loại hình du lịch lên rừng, xuống biển, tiết kiệm được nhiều thời gian và chi phí. Sầm Sơn bắt đầu phát triển du lịch biển theo hướng hiện đại, hấp dẫn du khách. Với sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và nhân dân trong việc phát triển đa dạng các dịch vụ và cải thiện văn hóa giao tiếp, Sầm Sơn đang xây dựng hình ảnh du lịch biển thân thiện, nhiệt tình, hiếu khách. Tỉnh Thanh Hóa cần xác định du lịch biển đảo sẽ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn 2030. Để đạt được mục tiêu trên, các cấp ngành địa phương cùng toàn thể người dân cần tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, đẩy mạnh công tác truyền thông, định hướng, nâng cao nhận thức của xã hội, cộng đồng về trách nhiệm bảo vệ môi trường biển, đồng thời xây dựng đội ngũ quản lý, nhân viên du lịch có văn hóa, song song với việc nâng cao ý thức cho người dân để du lịch phát triển bền vững. Nếu thực hiện tốt, chắc chắn các sản phẩm du lịch biển đảo xứ Thanh sẽ sớm thực hiện được mục tiêu đưa ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, trở thành động lực thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển, góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Những dòng sông.